Vâng, hello anh em nhé. Trong clip này em có lên một bộ karaoke gia đình gửi tới một anh khách. Anh có địa chỉ tại Hà Nội. Do nhu cầu công tác xa nên là bây giờ mới có thời gian về tới Hà Nội thì có nhờ em lên một bộ bao gồm một đôi loa BMB 450C và phối ghép cho anh một bộ khoảng tầm 15 triệu rưỡi. Thì ở đây em có lên một bộ loa BMB cục đẩy hai kênh nâng tiếng, một cái văng cơ và một bộ mic MISA M5+. Thì ở đây trong clip này có một con vang mới về, có thương hiệu là Wutin. Và con này thì nó là hàng của Trung Quốc, hàng mới nha các anh nhá. Và hàng này thì nó chưa phải là có đơn vị nhập khẩu nên nó là đang hàng tiểu ngạch. Đó. Thì em cũng lên clip này đang test qua cái sản phẩm này xem là có ok hay không. Đó, còn bình thường em vẫn hay ghép con T6. Thì T6 thì tiếng của nó thì quá là ngon trong tầm giá rồi. Còn bây giờ em đang thử nghiệm với con vang này, thì trong clip này sẽ lên thử nghiệm con này để gửi tới toàn thể anh em nhé. Thì trước mặt anh em đây là một đôi loa BMB 450C, hàng bãi xịn đẹp. Để đánh đôi này tốt nhất thì em có trang bị cho bác một con đẩy NNE thương hiệu của Mỹ. Và con này thì công suất của nó là 600W một kênh, đánh rất tốt một đôi BMB 450C này. Đó, và một con nâng tiếng để nghe nhạc cho nó tốt hơn. Con vang thì để hát rồi. Đấy, và bộ mic không thể thiếu là bộ mic MISA M5+, một bộ mic phải nói nổi đình nổi đám luôn về chất lượng và cái độ bền và cái độ tiếng hát nó rất là hay. Thì xong clip này em sẽ test qua một chút về karaoke gửi tới toàn thể anh em nhé, để anh em một phần nào đó trải nghiệm qua cái bộ này. Chia sẻ thêm là con này nó có cái điều khiển rất là hay, to nhỏ này, các chế độ này. Đây là cái phím tua nhanh chuyển bài của hệ USB này, và ngắt tiếng, bật tắt, rất là hay. Rồi sau đây em sẽ test một đoạn ca khúc để gửi tới toàn thể anh em nhé. BMB tiếng rất êm rồi. Một bài nhạc sớm nhạc cũng rất là căng, cho căng nhạc một chút nữa. Điều khiển rất là hay nhé, tắt đi này, đấy, tắt đi này, ấn vốn luôn này, bật lên này, to nhỏ tiếng này, nó hiển thị màn hình này các bạn này, đấy, tăng lên này, đấy, rất căng luôn. Rất là hay luôn. Đi đi, còn hay. Bài này giai điệu cũng rất là quê luôn. Phòng 20m2 anh em chơi một đôi BMB rất là hay. Nếu có điều kiện có thể chơi thêm quả trầm nữa. Đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi anh đã xa rồi. Đó.
vừa rồi thì cũng cơ bản là test qua cho anh em nghe cái chất âm của cái bộ loa BMB ở trong một cái phòng không gian nhỏ. Thì em nghĩ đây là một đôi loa thực sự luôn, nó là một đôi loa nó quá tốt về cái chất âm. Nếu mà cái phòng của các bác lớn quá thì các bác có thể nghiên cứu thêm những cái quả trầm, hoặc là các bác có thể kết hợp với một đôi loa nữa để tăng lời chẳng hạn, thế thì nghiên cứu thêm. Còn nếu mà phòng tầm dưới 20m² thì em nghĩ một đôi BMW 450C này nó quá ngon rồi. Và cái bộ này thì có tổng trị giá là 15.500.000, đã bao gồm phí vận chuyển, công lắp đặt tại Hà Nội, dây jack kết nối theo bộ đầy đủ. Riêng về loa thì các bác mua của Đại Thanh Audio, những cái loa gần mút thì các bác có thể thay, đến hỏng thì các bác có thể thay miễn phí. Em thay đến bao giờ hỏng rồi lại em thay tiếp, tức là các bác dùng gần như là trọn đời nếu mà loa về thay gần đó. Còn những cái thiết bị như nâng tiếng, vang, mic được bảo hành chính hãng 1 năm, đẩy em bảo hành cho các bác 1 năm là sửa chữa, là các bác cũng không mất chi phí tại nhà em đó. Thì cơ bản Đại Thanh Audio lên cái clip này để gửi tới toàn thể anh em, và đặc biệt tới bác khách ở Hà Nội. Bác đã đặt cái đôi loa này của em là rơi vào tầm hơn 1 tuần nay rồi, giờ bác mới có điều kiện để về Hà Nội nên là bác mới qua lấy được. Vâng, clip xin phép kết thúc và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Anh em yêu quý hãy đăng ký kênh, ấn vào quả chuông theo dõi để ủng hộ Đại Thanh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác nhé.